Thầy Huy tiếp tục hướng dẫn các bạn sang chuyên đề tiếp theo của chương tổ hợp xác suất, đó là chuyên đề 4 xác tính xác suất. Thế thì xác suất là cái gì? Nghe có vẻ là huyền bí thì thầy bật mí cho các bạn, xác suất nó là một cái gì đấy rất là gần gũi mà các bạn đã quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta làm bài tập trắc nghiệm đúng không? Giả sử có một câu trắc nghiệm đấy, và chúng ta có 4 phương án lựa chọn đúng không? Đấy thì thầy sẽ viết luôn lên bảng để cho các bạn dễ hình dung nhé. Giả sử chúng ta có một câu trắc nghiệm như thế này. Đấy, có một câu trắc nghiệm đó là gì? Tìm các số chia cho 2, hay nói khác là số nào chia cho 2? Số mà chia hết cho 2. Đấy, số chia cho 2 là số nào sau đây? Đấy, được chưa? Thì đáp án A này, đáp án A số 12. Đấy. Đáp án B số 13. Đấy. Đáp án C số 15. Và đáp án D là số 21. Đấy. Thế thì giả sử chúng ta có một câu trắc nghiệm đơn giản như thế này. Đấy, chúng ta không quan tâm đến nội dung câu này quá nhiều, mà chúng ta quan tâm đến đây là một câu trắc nghiệm. Đấy. Ví dụ người ta hỏi là số chia cho 2 là số nào trong 4 đáp án A, B, C, D. Đó. Với các bạn là có học sinh lớp 11, đấy thì các bạn hoàn toàn chọn được đáp án đúng ngay là đáp án A. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đặt giả sử đây là một đứa bé. Đấy, đây là một đứa bé làm bài tập. Đấy, có một đứa trẻ. Có một đứa bé đi. Đấy, đứa bé lúc này nó mới chỉ có 2 tuổi thôi, hoặc là 3 tuổi thôi, rất là bé. Có một đứa bé làm bài nào thì một cái đứa bé 2 tuổi ấy, nó sẽ không thể hình dung xem là tóm lại số chia cho 2 là cái số quái nào, thậm chí nó còn chưa biết số là gì, đúng không? Thế nên là nếu mà nó làm câu này thì nó ngay lập tức sẽ điền gì ạ? Điền bừa. Nó không biết nội dung là gì thì nó khoanh bừa thôi, đúng không? Đấy, thế một đứa bé thì nó dẫn đến trạng thái đó là khoanh bừa. Đấy, khoanh bừa. Thế khi mà khoanh bừa như thế này ấy, thì câu hỏi đặt ra đó là cái tỷ lệ để đứa bé này nó trúng là bao, trúng được cái đáp án đúng là bao nhiêu, hình dung không ạ? Đấy, bởi vì nó không biết gì mà nó khoanh bừa mà. Đấy, một cách hết sức là ngẫu nhiên và tình cờ. Đấy, thế thì ai cũng sẽ biết rằng là nếu mà đứa bé này khoanh bừa thì tỷ lệ đúng, hay nói khác là xác suất đúng của cái đứa bé này đó là bao nhiêu ạ? Là 1/4, đúng không? Đấy, là 1/4. Ai cũng biết là như vậy. Đấy, hay nói cách khác, chúng ta còn có thể quy đổi ra chính là 25%, đúng không? Vậy xác suất để điền bừa câu trắc nghiệm này là 25%. Ok. Đấy, vậy đơn giản vậy, xác suất đó là những cái gì hết sức là thực tế mà các bạn đã quen từ trước đến giờ, chẳng qua chưa đặt tên và cũng chưa đưa vào chính thức làm bài tập. Thế còn đến thời điểm bây giờ thì chúng ta bắt đầu chính thức đặt tên. Đấy, và hay còn gọi là danh chính ngôn thuận, và chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu những bài tập nhiều hơn về phần xác suất này. Thế còn bản chất là chúng ta đã gặp rất nhiều trong cuộc sống. Hoặc là ví dụ bạn nào đã từng đi đánh đề giúp bố mẹ, hoặc là chủ động đi đánh đề của bản thân mình để làm giàu, giúp bố mẹ, thì chúng ta cũng biết là gì ạ? Đánh đề thì chúng ta cũng không phải là đánh phát nào là trúng phát đấy luôn. Nếu mà như vậy thì chúng ta đa phần là anh em sẽ bỏ học đi đánh đề, bởi vì đánh một phát là trúng luôn, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện đặt ra đó là chúng ta đánh một con đề, thì câu chuyện đó là nó sẽ có xác suất trúng là rất thấp, đúng không? Chúng ta biết đó là xác suất rất thấp, nhưng mà câu chuyện là chưa bao giờ chúng ta ngồi tính xem là xác suất nó thấp cỡ nào, đúng không ạ? Chúng ta thốt ra được cái từ đó là từ xác suất thấp, nhưng mà chúng ta cũng không biết nó bằng bao nhiêu được gọi là thấp cả. Đấy. Thế thì câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính nó ra. Thế ở đây với một câu đơn giản như thế này thì chúng ta đã tính được ra là 1/4 và là 25%. Ai cũng biết thế. Đấy. Thế câu chuyện là tại sao lại như vậy thì chúng ta tư duy này. Ở đây ý, thì chúng ta có phân số đó là 1/4. 1/4 cấu trúc nó gồm có số 1 trên tử và số 4 ở dưới mẫu. Thế vậy câu chuyện bây giờ thầy sẽ phân tích cái số 1 nó ý nghĩa nó là gì và số 4 nó ý nghĩa là gì. Đấy. Phân tích cái này là 1/4 và chúng ta gọi đây là xác suất nhé. Đấy, cái này xác suất là 1/4. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu cái con số 1/4 này xem nó có cái gì đặc biệt. Thế thì thứ nhất này, đầu tiên là số 1. Đấy, cái số 1 này này, nó biểu trưng cho cái gì? Thì nhìn vào đây chúng ta thấy số 1 là nó biểu trưng cho đáp án A. Đúng không? Và đáp án A là đáp án mà chia hết cho 2. Đúng không ạ? Cũng gợi ý với các bạn là nó cũng là ngày sinh nhật của thầy Huy luôn. Đấy, ví dụ thế. Còn đây là tháng sinh, thành 12 tháng 2. Đấy, cái số 1 này nó thể hiện cho là gì ạ? Số các đáp án đúng. Đấy, số đáp án đúng. Đấy, số đáp án đúng. Đương nhiên là đúng so với yêu cầu đề bài rồi. Đấy, số đáp án đúng. Và trong cái này chỉ có một đáp án đúng thôi. Còn 13, 15 và 21 đều là những số mà không chia hết được cho 2. Đúng không ạ? Đấy, thì ký hiệu 3 chấm này có nghĩa là chia hết nhé. Đấy, nhiều bạn lại không hình dung được.
Rồi, vậy à, số đáp án đúng. Thế còn 4 này là cái gì ạ? Thế 4 này là cái gì ạ? Thì ai cũng biết thôi, đúng không? Chúng ta kiến thức lớp 11 mà, chứ không phải là một đứa bé nữa. A, B, C, D, chúng ta còn có 4 đáp án. Hay nói khác đây là tổng số đáp án. Tổng tất cả các đáp án hay là tổng toàn bộ các đáp án. Đấy. Thế thì bạn tư duy này, tổng tất cả các đáp án thì nó sẽ gồm mấy loại? Một, đó là loại đáp án đúng. Hai, đó là đáp án còn lại là đáp án sai. Nó chỉ có hai trạng thái thế thôi, đúng hoặc sai thôi chứ còn làm gì còn trạng thái nào nữa. Đấy, chẳng nhẽ số 13 là cũng ngập ngừng vừa chết cho hai vừa không chết cho hai à? Oh no 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 no. Làm gì có chuyện đấy. Số 13 là không chết cho hai luôn. Như vậy là gì? B, C, D là sai, còn A là đúng. Đấy. Thế nên là tổng tất cả các đáp án này này thì trong tất cả các đáp án này nó lại chứa cả đáp án đúng rồi. Đấy, và đồng thời nó chứa cả những cái đáp án mà không đúng nữa. Có đúng không? Thế thì chúng ta tư duy số các đáp án đúng, tổng tất cả các đáp án. Thì bạn hình dung này. Ví dụ như bây giờ nếu mà đây là bài toán liên quan đến trắc nghiệm thì chúng ta tính là xác suất là bây giờ chúng ta nói đây này, à số 1 thì là số đáp án đúng và số 4 là tổng số đáp án. Thế nhưng câu chuyện là bây giờ ví dụ không phải là câu trắc nghiệm này nữa mà nó là một câu chuyện liên quan đến đánh đề. Đấy, đúng không? Thế thì chúng ta cũng không thể gọi là số đáp án đúng khi đánh đề là gì? Thì nó không hợp với văn cảnh, bởi vì đi đánh đề thì làm gì có đáp án, đúng không? Hoặc là gì tổng tất cả các đáp án khi đánh đề là không hình dung được cái tổng các đáp án đi đánh đề là gì. Như vậy cái việc mà dùng cái từ số đáp án đúng và tổng tất cả các đáp án này nó chỉ phù hợp trong cái văn cảnh này. Thế thì câu chuyện đặt ra đó là thế vào những tình huống khác chúng ta phải gọi tên những cái con số ở trên tử giấy mẫu này là gì, thì từ đó người ta mới đẻ ra một vấn đề được gọi là gì ạ, gọi tên tổng quát lên. Đấy, đặt cho nó những cái tên tổng quát để đúng mọi trường hợp, đúng không ạ? Đấy, thế thì người ta mới đặt tên cho cái này này là một cái biến cố. Đấy, đây được gọi là biến cố. Biến cố, biến là cái thể hiện cho sự biến đổi. Đấy, biến thiên, biến đổi. Đấy. Thế còn cố ở đây là thể hiện cho một cái sự việc, sự kiện nào đó, được chưa? Thế là ý muốn nói ở đây biến cố ở đây đó là thể hiện cho một cái gì đó thay đổi. Cái gì đó thay đổi. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có là gì? Ở đây trong trường hợp này thì đó là số đáp án đúng, đúng không? Thế là biến cố, ví dụ như bạn đánh đề chẳng hạn thì biến cố của bạn là gì? Trúng đề. Đấy, đề là gì thì các bạn tự lên mạng gõ nhé. Được chưa? Đấy, biến cố ở đây là đánh đề, hoặc là biến cố của các bạn có thể là gì? Đánh xổ số. Đấy, hoặc là biến cố của bạn có thể là tung đồng xu. Đấy, sau đấy xem là mặt sấp là như thế nào, mặt ngửa là bao nhiêu, kiểu thế. Đấy thì đây là biến cố, là những cái thứ nó thay đổi. Tiếp theo, thế thì bây giờ tổng tất cả các đáp án đúng này, tổng tất cả những cái đáp án đúng đấy thì nó tạo thành một cái gì đó. Đấy, thì cái gì đó bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho cái gì đó. Đấy, chứ chúng ta không gọi chung là cái gì đó. Thì đặt tên cho nó gọi là không gian mẫu. Không gian mẫu. Ok không ạ? Đặt tên là không gian mẫu. Ok. Đấy, thế tại sao lại gọi không gian mẫu? Bạn hình dung rồi, bạn liên tưởng đến cái từ mà liên quan đến không gian. Không gian là một cái gì đấy nó rất là bao trùm và nó chứa được tất cả mọi thứ, đúng không? Thế mà lại còn là mẫu nữa, tức là mẫu nó giống như kiểu là mẹ ấy, đúng không? Mẹ bây giờ gần như là người để mà tạo ra những thứ giống như kiểu mẹ thiên nhiên ấy, đúng không? Cái người mà có thể tạo ra mọi thứ đấy, kiểu thế. Thì đây không gian mẫu ý là một cái từ để minh họa cho việc đó là gì ạ? Tổng toàn bộ các tình huống có thể xảy ra. Đấy, tổng tất cả mọi thứ có thể xảy ra, bao gồm cả những cái đúng, cả những cái sai. Đấy, tất tần tật mọi thứ. Được chưa? Đấy, thì người ta gọi là không gian mẫu. Thế ý muốn nói là gì? Tất tần tật các trường hợp có thể xảy ra. Không quan tâm đề hỏi cái gì mà chỉ quan tâm là tất tần tật các trường hợp xảy ra là gì. Đấy. Đây cũng thế này. Đấy, thì đây là tất tần tật các trường hợp xảy ra, đó là gì ạ? Các đáp án đúng và sai. Đề nó hỏi đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có là tổng tất cả đáp án đúng và sai gọi là không gian mẫu. Hoặc là ví dụ như đây đi đánh đề chẳng hạn thì không gian mẫu của chúng ta tức là tổng tất cả các con số mà chúng ta có thể đánh đề đó là gì? Đó là con số bắt đầu 00, 01 cho đến tận gì ạ? 99. Đấy, vậy bạn có thể đếm được từ 00 cho đến 99 bao nhiêu con số đấy, đúng không? Vậy là từ đó chúng ta rút ra cái cách để mà đánh chắc chắn trúng đề, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Rồi, thì chúng ta đã đặt tên cho các thành phần là biến cố và không gian mẫu. Vậy là nhìn lại vào đây thì cái mà đề đang hỏi thì chúng ta gọi đó là biến cố. Cái sự kiện mà đề hỏi chúng ta ấy, để chúng ta tính xác suất đấy, đó chính là biến cố. Đây, cái sự kiện đề hỏi là gì? Là số chia hết cho 2. Đấy, thì đấy, chỉ có 12 thôi. Thì đấy là một biến cố thôi. Được chưa? Thế ngoài ra nó còn biến cố nào? Nó còn biến cố 13, biến cố 15 và biến cố 21.
Nhưng cái biến cố này có thỏa mãn chia cho ai không? Thì câu trả lời là không. Nó lại thuộc vào không gian mẫu. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thế thì chúng ta hay ký hiệu một cái biến cố là chữ cái in hoa, được chưa? Một cái chữ cái in hoa nào đó thì thường người ta hay ký hiệu là biến cố, đó là biến cố A. Ok, lấy một chữ cái để ký hiệu là biến cố A. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ gọi tên biến cố A là số chia hết cho 2. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ nói như vậy. Thế còn không gian mẫu thì thường hay ký hiệu bởi một cái ký hiệu nhìn trông nó rất là hoành tráng như thế này. Đấy, cái này các bạn đọc là omega, được chưa? Ký hiệu này là gọi là omega. Đấy, bạn nào mà học vật lý rồi thì có thể có biết đến cái ký hiệu này rồi. Ký hiệu này gọi là omega, gọi là không gian mẫu. Đấy. Thế vậy để tính được xác suất, chúng ta đi tìm số khả năng hay là số trường hợp xảy ra của biến cố, đúng không? Đây, ở đây thì số trường hợp của biến cố chỉ là 1 thôi. Và tổng tất cả các trường hợp của không gian mẫu, đúng không ạ? Tìm số trường hợp của biến cố này và tìm số trường hợp của không gian mẫu này. Sau đó thực hiện một phép chia, lấy 1/4 ở đây. Ví dụ như ở đây là 1/4, vậy chúng ta đã xong cái xác suất. Vậy bản chất của xác suất nó chỉ là một tỷ số. Đấy, đúng chưa? Lấy phép chia thôi. Vậy làm thế nào để tìm được số các trường hợp? À, chúng ta lại bắt đầu các quy tắc đếm, quy tắc nhân, quy tắc cộng, rồi là gì ạ? Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị. Đấy, đúng không? Vậy là để tìm các trường hợp thì chúng ta bắt buộc lại phải sử dụng các công cụ đấy. Và đó cũng là lý do vì sao chúng ta buộc phải học cộng tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị trước khi học phần xác suất. Được chưa? Đấy là lý do vì sao người ta không để xác suất nên học luôn từ đầu chương là như vậy. Rồi, thế vậy bản chất xác suất nó chỉ là một tỷ số, không gì ghê gớm. Chưa? Hay nói cái khác, nó chỉ là đi làm hai cái bài tập tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị rồi lại chia cho nhau. Đấy nhá. Thì có một cái điều hơi khác khác một chút là trong quá trình làm xác suất thì bạn phải tìm ra cái biến cố mà đề bài hỏi. Thì đương nhiên, bạn cứ nhìn vào cái câu hỏi của đề bài thì bạn nhìn thấy ngay biến cố. Ví dụ như ở đây câu hỏi là số chia cho 2 hết. Chắc có đơn giản đâu mà. Không có gì ghê gớm cả. Thế câu chuyện ra đó là gì? A là biến cố, đáp án đúng. Thế câu chuyện bây giờ thế là những cái thằng B, C, D này gọi là cái gì? Thì chúng ta gọi đấy là các biến cố sai, hay còn gọi là biến cố không chia cho 2. Đấy. Thế những cái biến cố mà ngược lại so với biến cố A thì người ta sẽ đặt là gì? Gọi là đặt là đây, chúng ta sẽ có các đáp án là B, C và D. Thì rõ ràng các bạn thấy các đáp án B, C, D là nó trái ngược hoàn toàn so với lại đáp án A, đúng không ạ? Đấy. Trái ngược hoàn toàn, đúng không ạ? Đáp án B, C, D là trái ngược hoàn toàn so với đáp án A. Thế nên những cái đáp án B, C, D này này, người ta gọi là gì? Người ta gọi là một cái gọi, cũng gọi là biến cố. Người ta cũng gọi là biến cố. Nhưng người ta gọi, bởi vì nó đối ngược lại với A mà, thế nên người ta gọi là biến cố đối. Được chưa? Đấy, cũng là biến cố bởi vì nó cũng thay đổi mà. Đấy, các số thay đổi 13, 15, 21 thay đổi loạn hay còn gì nữa. Đấy, cũng là biến cố đối, cũng là biến cố nhưng mà nó là đối. Biến cố đối của biến cố A. Đấy, biến cố đối của A. Và người ta ký hiệu cái biến cố đối này này. Đấy, người ta ký hiệu là A nhưng có cái ngang ngang ở trên đầu này này. Đấy. Thế khi mà nhìn thấy A mà ngang trên đầu thì ý rằng là gì ạ? Đây đang là biến cố đối của biến cố A đấy. Được chưa? Đấy. Thế thì câu chuyện là như sao? Xác suất để chọn được câu đúng là 1/4. Thế thì chúng ta sẽ nảy ra ngay ở trong đầu được ngay đó là xác suất để chọn được đáp án sai là gì? Chọn đáp án sai ấy. Vậy xác suất chọn đáp án sai là gì? 3/4. Có chọn không? Đấy. Vậy từ đây xác suất để chọn biến cố đúng thì là 1/4. Nhưng xác suất để chọn biến cố sai, tức là từ đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Xác suất để chọn sai ấy, thì là sẽ là 3/4, đúng không? Thế làm thế nào để chọn sai ra 3/4? Đấy. Xác suất bây giờ cũng là xác suất, thế nhưng mà là xác suất để chọn ra đáp án sai. Đấy. Chọn đáp án sai. Đấy. Thì chính là bằng 3/4. Vậy chúng ta lại tư duy 3 này là gì? À, 3 này là 3 đáp án sai, đúng không? 4 là gì? 4 là tổng tất cả các đáp án. Chuẩn chưa? Đấy. Thế thì chúng ta để ý này, nếu như chúng ta lấy xác suất đáp án sai mà cộng với xác suất đáp án đúng thì tổng bằng mấy ạ? 3/4 mà cộng 1/4 thì kết quả bằng 1. Vậy xác suất khi mà nó chúng ta lấy xác suất của biến cố, đây là xác suất của A ngang. Đấy. Còn đây là xác suất của biến cố A. Vậy chúng ta có một công thức kinh điển, đó là gì? Xác suất của biến cố A đấy, cộng với xác suất của biến cố A ngang thì kết quả cho ra là 1, luôn luôn là 1. 1 ở đây được hiểu là sự trọn vẹn. 1 ở đây được hiểu giống như kiểu là 100%. Ví dụ bạn đi đánh đề mà bạn chắc 100% thì có nghĩa là bạn biết thừa nó sẽ về con số đấy rồi. Đấy. Và bán hết nhà hết đất đi để đánh thôi. Đấy. Kiểu như vậy.
nhưng mà chả ai đi đánh đề chắc cốp 100% cả, đúng không? Đấy. Rồi, vậy là chúng ta có là xác suất của biến cố A cộng với xác suất của biến cố đối thì bằng 1. Thế nên từ đây chúng ta thấy là gì ạ? Nếu đề bài yêu cầu tính xác suất của biến cố A, có thể chúng ta sẽ đi tính gián tiếp tính xác suất của biến cố A ngang, sau đấy 1 trừ đi. Đúng không? Đấy là phương pháp để tính. Đấy, hoặc là phương pháp chúng ta tính trực tiếp luôn. Đấy, thì có hai kiểu nhá. Đấy là hai kiểu. Rồi. Và xác suất của biến cố thì người ta hay ký hiệu là PA. Được chưa? Xác suất của biến cố hay ký hiệu là, ví dụ biến cố A chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ký hiệu là PA nhá. Đấy, PA. Và đơn giản thôi, chúng ta sẽ có PA thì chính là bằng số lượng phần tử của biến cố A chia cho số lượng phần tử của không gian mẫu omega. Ok không? Đấy, vậy bạn thầy viết tổng quát cái biểu thức này lên thôi mà. Không có gì ghê gớm cả. Ok không? Vậy đến đây chúng ta chốt lại, xác suất chỉ là một tỷ số, lấy số lượng các trường hợp biến cố xảy ra chia cho số lượng các trường hợp của không gian mẫu, tức là tổng toàn bộ các trường hợp đấy, thì chúng ta sẽ có được, đấy là tỷ số, đấy là xác suất. Ok. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái gì về lý thuyết về xác suất, nó đơn giản thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào dạng đầu tiên, tính xác suất. Rồi. Và bây giờ thầy Huy sẽ hướng dẫn các bạn vào những câu bài tập của dạng 1, tính xác suất. Thầy ghi lại các công thức tính xác suất cho các bạn. Đó, xác suất của biến cố A thì xác định là PA bằng số phần tử của biến cố A chia cho số phần tử không gian mẫu. Cái này nãy thầy ghi rồi, giờ ghi lại thôi. Và xác suất của biến cố A ngang thì bằng 1 trừ xác suất biến cố A. Thì cái này nãy thầy cũng ghi rồi. Chúng ta vào ví dụ 1 đi. Gieo đồng tiền 2 lần. Đấy, xác suất để sau 2 lần gieo thì mặt sấp xuất hiện ít nhất 1 lần. Các bạn biết cái đồng tiền xu không ạ? Cố gắng hình dung nhé, đồng tiền xu dạng hình tròn và nó có hai mặt, một là mặt sấp, hai là mặt ngửa. Tức là ý là một mặt có số và một mặt không có số đấy, đại khái thế, đúng không? Thế khi mà chúng ta tung đồng tiền xu lên một phát, thả tay ra thì nó sẽ rơi xuống mặt đất. Và khi nó rơi xuống mặt đất thì nó có hai trạng thái. Một là gì ạ? Cái mặt sấp úp xuống, hai là mặt ngửa sẽ úp xuống, có đúng không ạ? Đấy, thì trên cái đồng tiền đấy nó có một mặt ghi chữ S là sấp, còn một mặt ghi chữ N là ngửa ấy, kiểu thế nhá, thì chúng ta gọi là mặt sấp mặt ngửa. Thế thì nhưng mà gieo hai lần, tức là tung một lần lên, thả tay ra, rơi, à nhìn thấy mặt sấp, tung tiếp lần thứ hai, à rơi ra, à lại sấp tiếp, như vậy cả hai lần đều sấp. Nhưng mà đấy nó chỉ là một trường hợp thôi. Nhớ đâu tung lên lần thứ nhất thả ra sấp, tung lên tiếp lần thứ hai thả ra ngửa. Ồ, như vậy đấy lại là trường hợp số 2 rồi. Đấy, và các bạn cứ tư duy như vậy, chúng ta lại ra trường hợp số 3 là cả hai mặt đều ngửa. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta muốn là gì ạ? Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần. Ít nhất một lần tức là gì? Phải là bắt đầu từ 1 và 2. Đúng không? Ở đây gieo 2 lần thì cùng lắm là chỉ 2 lần xuất hiện thôi. Thế vậy chúng ta sẽ tư duy là biến cố của chúng ta là sẽ có 2 trường hợp, đúng không? Đấy, thầy sẽ có lời giải như sau. Đầu tiên là không gian mẫu đã. Không gian mẫu là cái mà đơn giản nhất thì dễ tìm. Thì bạn tư duy này. Gieo đồng tiền 2 lần. Đấy. Lần đầu tiên tung lên một phát, thả ra. Thì nó sẽ có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra của lần đầu tiên này? Đương nhiên là có 2, đúng không? Đây. Hai khả năng xảy ra lần đầu tiên. Đó. Tiếp tục tung lần số 2, thả tay ra thì cũng sẽ có hai khả năng của lần số 2. Lần thứ nhất có hai khả năng, lần thứ hai có hai khả năng, mà đây là thực hiện liên tiếp hai lần, đúng không? Đấy, thế nên là phải dùng quy tắc nhân là 2 nhân 2 bằng 4. Vậy tổng toàn bộ các trường hợp có thể xảy ra của không gian mẫu chính là 4. Chúng ta dùng quy tắc nhân để tìm được n omega. Ok. Đấy, thế nên vào cái bài tập thì thường chúng ta sẽ đi tìm không gian mẫu trước bởi vì nó dễ hơn nhá. Thế bây giờ tập trung vào biến cố. Biến cố ở đây đó là gì ạ? Đó là xuất hiện mặt sấp ít nhất một lần. Đấy, thì chúng ta bắt đầu liệt kê ra các trường hợp. Đây là làm bài này thì nó dễ, nó ít thế nên liệt kê, không cần phải dùng tổ hợp chỉnh hợp làm gì cho mệt. Có vài ba trường hợp bọ này liệt kê cho nhanh. Chúng ta sẽ có trường hợp đầu tiên đó là gì ạ? Sấp ngửa. Đấy, sấp ngửa chứ không phải là sấp mặt đâu nhé. Nhiều bạn lại đọc thành sấp mặt là nó không đúng đâu. Sấp ngửa tức là lần đầu tiên tung lên là được sấp. Sau đó lần thứ hai tung lên là được ngửa. Vậy đảm bảo là gì ạ? Số mặt sấp ít nhất là một lần chưa? Vậy trong trường hợp này là rơi vào trường hợp ít nhất, hiểu chưa? Và rơi vào lần đầu tiên. Thứ hai là lần đầu tiên là ngửa, lần thứ hai là sấp. Cái việc tung lần đầu tiên và tung lần thứ hai ấy, là hai lần đấy là các bạn thấy là nó phân biệt, nó khác nhau. Đấy, thế nên là gì ạ? Sấp của lần đầu tiên và ngửa của lần đầu tiên là hai trạng thái khác nhau. Đấy. Rồi, khác nhau đây, sấp đây, ngửa đây. Trường hợp lần đầu tiên ngửa thì trường hợp lần thứ hai sẽ là sấp, để đảm bảo ít nhất một sấp mà. Thế trường hợp cả hai lần đều sấp, được chưa? Cả hai lần đều mặt sấp thì vẫn thỏa mãn là ít nhất một lần sấp. Như vậy tổng chỉ có 3 trường hợp thôi, đúng không? Đấy. Cái biến cố của chúng ta chỉ có 3 trường hợp, mà không gian mẫu có 4 trường hợp. Vậy xác suất là lấy 3 chia 4, đúng không? 3 chia 4, đơn giản thế thôi, đáp án là C.
Đúng không ạ? Đấy, đơn giản thế thôi mà, không có gì ghê gớm đâu. Đấy. Rồi, chúng ta cùng nhau sang câu số 2. Gieo hai con xúc xắc. Lấy là gieo một con nhưng tung hai lần. Đấy. Còn bây giờ là gieo hai con, tung một lần. Đấy. Thì mình dùng cả hai tay mình tung lên, nhìn cho anh em nó rơi xuống thôi. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con xúc xắc là bằng bằng 7. Tổng số chấm trên hai con xúc xắc. À bây giờ lấy là gieo đồng xu. Thế còn bây giờ là gieo con xúc xắc, thì bạn nào mà hay đánh sóc đĩa rồi là thì chúng ta sẽ biết về cái con xúc xắc. Thực ra bạn nào không chơi sóc đĩa thì cũng biết xúc xắc thôi. Nó là một cái khối lập phương bé ti này, đúng không? Đấy, một khối lập phương bé ti và nó có mấy mặt nhỉ? Hình lập phương ấy thì nó có 6 mặt. Đấy. Thế vậy là trên mặt đầu tiên thì ghi chấm 1 chấm, mặt thứ hai thì ghi 2 chấm và cứ như vậy đến mặt thứ 6 thì ghi 6 chấm. Như vậy tổng tối đa, tức là tối đa số lượng chấm trên một mặt nó chỉ là 6 thôi nhá. Đấy, thì bạn nào chưa biết con xúc xắc thì nhớ đến hình lập phương, hay là bạn hình nhìn những cái hình hộp, hình vuông vuông, hình ngọc vuông ấy. Đấy. Rồi, để tổng số chấm xuất hiện. Vậy nhìn vào câu hỏi chúng ta biết ngay đâu là biến cố, đúng không? Biến cố ở đây nó là gì? Biến cố nó là tổng số chấm xuất hiện trên mặt của hai con xúc xắc là 7. Cũng có trường hợp là xúc xắc tung lên một cái thì tổng nó bằng bằng 2, đúng không? Ví dụ con tung lên con thứ nhất, xúc xắc thứ nhất chấm 1, con thứ hai cũng chấm 1, như vậy tổng bằng 2, đúng không? Đấy, có rất nhiều các tổng nhưng người ta chỉ muốn là tổng bằng 7 thôi, thì rõ ràng đây là biến cố. Thế còn không gian mẫu là gì? Không gian mẫu là tất tần tật các trường hợp có thể xảy ra, là các thể loại tổng 8 9 10 hoặc là 6 7 6 8 cộng thậm chí là cả 7. Đấy, tổng tất cả các trường hợp xảy ra. Thế chúng ta cùng tư duy này. Đầu tiên là cứ đi tìm không gian mẫu trước đi. Đấy, không gian mẫu bằng 6 x 6 bằng 36. Câu chuyện này là tại sao lại 6 x 6 bằng 36 đây. Thì bạn nhìn nhé, một con xúc xắc thầy vừa phân tích là nó hình lập phương thì có 6 mặt, đúng không? Như vậy là khi chúng ta tung hai con xúc xắc lên, đúng không? Con xúc xắc thứ nhất khi mà nó rơi xuống thì nó sẽ chỉ hiển thị được một mặt ngửa lên để chúng ta nhìn xem là con số đấy là bao nhiêu, đúng không? Thì con xúc xắc thứ nhất nó sẽ có 6 khả năng xảy ra, đúng không? Hoặc nó sẽ ngửa lên con số 1, hoặc sẽ ngửa lên con số 2, hoặc sẽ ngửa lên con số 3, và cứ như vậy cho đến hết 6 con số. Đúng rồi, nó có 6 trường hợp. Con xúc xắc thứ hai cũng có 6 trường hợp tương tự. Đấy, thế mà chúng ta tung đồng thời, đúng không? Cả hai, đúng không? Thế nên phải dùng phép phép nhân mà không được phép dùng phép cộng. Đấy, đồng thời mà, đúng không? Rồi, 6 x 6 là 36 khả năng có thể xảy ra, đúng không? Tiếp, bây giờ biến cố. Đây, biến cố A là tổng số chấm là xuất hiện là bằng 7. Đấy, tổng số chấm 7. Thế câu chuyện đó là những trường hợp nào bằng 7? Tư duy nhá. Lấy một ví dụ, một vài ví dụ là chúng ta rút ra quy luật ngay. Con xúc xắc đầu tiên hiển thị chấm 1, 1 chấm đấy. Thì con xúc xắc thứ hai phải hiển thị số chấm bao nhiêu ạ? À, là 6. Kịch kim luôn, kịch sàn luôn, đúng không? Thế vậy 1 cộng với 6 thì bằng 7, chuẩn. Con xúc xắc thứ hai, con xúc xắc đầu tiên ấy mà lên mặt 2 chấm thì con xúc xắc thứ hai lại phải lên mặt 5 chấm. Đấy, cứ như vậy thì chúng ta sẽ có ra được những cái trường hợp. Đấy. Đây. Đấy. Những cái đơn giản như này chúng ta liệt kê thôi, dăm ba cái trường hợp đơn giản này, đúng không? Đây, trường hợp đầu tiên là con xúc xắc thứ nhất là phải một chấm thì con thứ hai phải 6 chấm, con thứ hai nâng lên thành 2 thì là 5, 3 thì phải là 4. Cái trường hợp tiếp theo 4, 3 này, nhìn này, nó lại đảo lại này. Con xúc xắc thứ nhất là 4 chấm, con xúc xắc thứ hai lại là về 3 chấm. Đấy. Còn trường hợp này là gì? Con xúc xắc thứ nhất 3 chấm, còn con xúc xắc thứ hai là 4 chấm. Cái này ngược nhau nhá. Ngược nhau là vẫn là tính hai trường hợp khác nhau, bởi vì hai con xúc xắc là tung ở ví dụ một con bên tay trái, một con bên tay phải, đúng không? À, ví dụ thế. 52 là ngược lại của 25 và 61 là ngược lại của 16, đúng không? Thì cái số đằng trước là thể hiện cho con xúc xắc đầu tiên, cái số thứ hai là thể hiện cho con xúc xắc thứ hai, được chưa? Như vậy từ đây chúng ta nhìn thấy nó cũng chỉ có mấy trường hợp thôi, 6 trường hợp. Đấy, 6 trường hợp. Mà tổng chúng ta là bao nhiêu? 36 trường hợp. Vậy lấy 6 chia 36 xong. Đấy. Bằng 1/6, vậy chọn đáp án là B. Ok không ạ? Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi mà, mình làm quen với xác suất, mình anh em ngồi bỏ bàn chân bàn tay ra đếm tí thôi mà. Dần dần đấy, chúng ta sẽ làm những câu mà không đếm được bằng chân tay. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần, xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Cũng là lá như câu số 1 đấy, đúng không? Nhưng trước tiên là chúng ta cứ tìm không gian mẫu đã. Gieo một con xúc xắc nhưng lại hai lần. Thế thì lần đầu tiên tung lên một cái thì nó cũng sẽ có 6 khả năng xảy ra, đúng không? Hoặc mặc 1 chấm hoặc mặc 2 chấm, đúng không? Trường hợp thứ hai tung lên một phát nữa thì lại có khả năng là gì ạ? 6 nữa, đúng không? 6 khả năng, vậy là 6 x 6 vẫn là 36 trường hợp. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo, cái biến cố A ấy, đó là ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tức là nhìn vào câu hỏi đã biết ngay biến cố mà, đơn giản. Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Ít nhất một lần. Như vậy là gì ạ?
Có thể là gì ạ? Lần đầu tiên có mặt 6 chấm. Đấy, trường hợp 1 đúng không? Trường hợp 2 là có thể là gì ạ? Lần thứ 2 có mặt 6 chấm. Và trường hợp 3 là gì? Cả hai lần tung đều mặt 6 chấm. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta liệt kê một vài trường hợp và tìm đi tìm cái trường hợp là xong. Và thực ra là đếm là đủ ngay mà. Đấy. Thì thay vì đếm như vậy thì chúng ta cũng có thể làm theo kiểu gián tiếp. Đấy. Đến câu số 3 này thì nó na ná giống như cái câu số 1 rồi. Thế nhưng mà thầy muốn chứng tức là muốn giúp các bạn tìm ra lời giải thông qua một cái phương pháp nó vẫn là gián tiếp. Đó là chúng ta đi xét cái biến cố A ngang. Đấy. Nếu mà A là ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm thì A ngang sẽ là không có lần nào xuất hiện mặt 6 chấm. Không có lần nào xuất hiện mặt 6 chấm. Đấy, thì đi tính cái A ngang xong lấy 1 trừ đi A ngang thì ra A, đấy, kiểu thế. Thì chúng ta có số biến cố của A ngang là gì? Nếu mà lần đầu tiên tung được không được phép vào mặt 6 chấm, như vậy nó có 5 khả năng xảy ra, có đúng không? Có thể là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Đấy, không được phép vào số 6. Như vậy có 5 khả năng. Trường hợp tung lần số 2 cũng sẽ có 5 khả năng. Vậy 5 nhân 5 bằng 20, 20 năm. Ok không? Đấy, 20 năm. Như vậy chúng ta có là gì ạ? 20 năm trường hợp có thể xảy ra là gì ạ? Không có mặt 6 chấm. Không có mặt 6 chấm. Thế thì bây giờ chúng ta lấy tổng số trường hợp là 36 trừ đi 25. Đây, xác suất của biến cố A chính là 1 trừ đi xác suất của biến cố A ngang. Mà xác suất biến cố A ngang thì sao? Lấy số 25 chia cho 36. Đấy, thì chúng ta ra là 11 phần 36. Ok chưa? Đấy, thì thông qua cái ví dụ như thế này thì chúng ta hiểu được cái quá trình chúng ta tính theo gián tiếp. Ok không? Và bây giờ sẽ là câu số 4. Một bình đựng 4 quả cầu xanh, 6 quả cầu trắng, chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Vậy là chúng ta đang có tổng là bao nhiêu quả cầu ạ? Tổng là 10 quả cầu. Tổng là 10 quả. Và lấy ra 4 quả. Được chưa? Đấy. Tính xác suất để được hai quả cầu xanh và hai quả cầu trắng. Được chưa? Đấy. Có hai loại xanh trắng. Thì trong 4 cái quả này thì là một nửa là xanh, một nửa là trắng. Ok không? Đấy. Thế chúng ta tư duy nhé. Nếu không có câu hỏi này mà chỉ dừng ở cái dấu chấm này thôi, tức là chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ 10 quả cầu, chúng ta dùng ngay gì ạ? Tổ hợp của C4 10, đúng không? Thế thì câu chuyện bây giờ đó là gì? Chúng ta tìm cái không gian mẫu và cái biến cố nhé. Thì biến cố là nhìn vào câu hỏi là biết ngay, hai quả cầu xanh và hai quả cầu trắng, đấy là biến cố. Thế còn không gian mẫu là gì? Tức là tổng tất cả các trường hợp là gì? À, là chỉ đơn giản đó là lấy tù mù ra 4 quả từ 10 quả. Đấy là không gian mẫu, toàn bộ các trường hợp. Trong trường hợp đấy nó có thể 4 quả toàn xanh, 4 quả toàn trắng, hoặc là gì ạ? Một quả xanh, 3 quả trắng, hai quả xanh, hai quả trắng, hoặc là 3 quả xanh, một quả trắng đấy, tức là nó gồm tất tần tật các trường hợp rẻ rách như vậy, dồn hết vào gọi là không gian mẫu. Được chưa? Đấy, thì cứ đi tìm không gian mẫu trước. Đấy, không gian mẫu chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ 10 quả cầu thì chọn 4 từ 10 mà không có sắp xếp gì thì đương nhiên chúng ta dùng tổ hợp. Đấy là câu chuyện mà chúng ta đã làm rất nhiều ở chương này, C4 10 bằng 210 cách. Đấy. Bây giờ là cái biến cố A thì là được hai quả xanh và hai quả trắng. Thế bây giờ cho hình dung nhé, hai quả xanh mà chúng ta có tổng là 4 quả xanh. Thế như vậy là chọn hai quả xanh từ 4 quả xanh, như vậy là C2 của 4. Tiếp theo chọn hai quả trắng từ 6 quả trắng thì nó là C2 của 6. Đấy. Nhân hai phát đấy xong. Đúng không ạ? Đấy. Đây. C24 nhân C26. 24 này thể hiện cho hai quả xanh, 26 này là thể hiện cho hai quả trắng. Đúng không? Và nhân vào bằng 90 thì lấy 90 chia 210 ra xác suất ngay và luôn. Đấy. Đấy, thì 90 mà chia 210 rút gọn đi thành 3 phần 7. Được chưa? Đấy, chúng ta chia cho 3 đi. Chia cho 30 đi. Được chưa? Kết luận là 3 phần 7. Đáp án là B. Ok không? Đấy nhá. Thì đây là câu số 4. Chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Ok. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 7 viên bi, xác suất để trong số 7 bi được lấy ra có ít nhất một bi màu đỏ. Đấy, đọc đề chúng ta cứ từ từ phân tích đang xem không gian mẫu là gì và biến cố là gì nhá. Biến cố thì nó là gì ạ? 7 viên bi được lấy ra có ít nhất một 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 viên đỏ, đúng không? Đấy là biến cố. Thế không gian mẫu là gì? Không gian mẫu là lấy ra 7 viên bi. Đúng không? Nhưng không có điều kiện gì cả, chỉ là đơn giản là lấy ra 7 viên bi thôi và không có điều kiện gì cả thì đấy được gọi là không gian mẫu. Không gian mẫu là lấy ra 7 viên bi. Thế mà tổng của chúng ta có 5 viên bi cộng 15 là 20 đúng không? 20 cộng 35 nó là 55 viên bi đúng không? Lấy ra 7 viên bi từ 35 viên bi thì đó là C735 đấy đúng không? Đấy. Thì đây, biến cố A đây. Không gian mẫu đây. Đấy, thì biến cố thầy vừa nói rồi, đây không gian mẫu đây. Lấy 7 viên bi từ tổng 55 viên bi. Ok. Đấy. Không gian mẫu thường dễ lắm nhé.
Bây giờ đi tìm cái biến cố mới là cái vấn đề đây này. 7 bi lấy ra ít nhất một màu đỏ. Ít nhất một màu đỏ. Thế tức là chúng ta có quyền được nghĩ là gì? Trường hợp 1 có một viên bi màu đỏ. Trường hợp 2 có hai bi màu đỏ. Thế câu chuyện đó là nếu mà một bi màu đỏ thế 6 bi còn lại là màu gì? Thì 6 bi còn lại là kệ, chả quan tâm, chả biết, chả cần màu gì cả. Có thể là màu trắng, cũng có thể là màu xanh. Được chưa? Đấy, nhưng mà nếu mà như vậy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ phải làm bao nhiêu trường hợp? Khá nhiều đấy nhỉ, nó phải đến 6-7 trường hợp, đúng không? Nào là một bi đỏ, xong lại tăng lên thành hai bi đỏ, ba bi đỏ. Nếu mà làm như vậy rất lâu, vậy chúng ta sẽ đâu đó sẽ đi làm theo kiểu hướng gián tiếp. Đấy, tức là đi làm theo biến cố đối. Đấy, bạn đã hiểu cái vai trò của biến cố đối ở đây chưa? Đấy, nó giúp chúng ta xử đẹp những cái bài này một cách nhanh gọn. Biến cố A ngang là biến cố đối của biến cố A. Được chưa? Đấy, thì thầy gọi A ngang là biến cố đối. Đấy, nó là gì? 7 bi được lấy ra không có màu đỏ. Ở đây nó bảo là 7 bi lấy ra phải có ít nhất một màu đỏ. Thì đây mình chơi lớn luôn, không có màu đỏ nào. Đấy, mình đi ngược hẳn lại luôn. Đấy, biến cố đối là đi ngược lại. Không có bi màu đỏ nào thì đơn giản quá gì nữa, đúng không? Không có bi màu đỏ tức là chúng ta dùng bút chúng ta xóa trừ cái chỗ màu đỏ đi. Đây, 35 viên bi màu đỏ này vứt hết đi. Như vậy chúng ta chỉ còn 20 viên bi thôi, đúng không? Trắng và xanh. Vậy chọn ra 7 bi từ 20 bi trắng xanh thì là gì ạ? C7-20. Đơn giản không? Đấy, rất là nhanh gọn. Đây, đấy, C7-20 đấy. Phép toán thì nó... Tức là các bạn hình dung là thầy giảng cho các bạn thì thầy phải giảng theo kiểu tự luận. Đúng như kiểu ngày xưa đi thi tự luận ấy là phải giảng câu từ, nó phải chấm phẩy các thứ cả. Nhưng bản chất khi mà các bạn làm trắc nghiệm thì sao ạ? Có cần cái dòng đầu tiên đâu. Cần đọc cái con số này. Thậm chí chả cần dòng số 3, cần đọc con số này. Còn các con số này thì bạn thậm chí cũng chả cần phải viết ra giấy, viết vào máy tính, ấn vào máy tính phát rồi anh em bấm 1-2 phép tính là chọn đáp án ngay. Đấy, nhưng mà thầy giảng ở đây thì thầy vẫn phải tỉ mỉ như thế này. Đấy, được chưa? Đôi khi là có thể các bạn nhìn các bạn thấy nó hơi dài và hơi hốt, đừng lo lắng nhé. Rồi, thế có được N A ngang rồi thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo rất dễ, suy ra được số lượng biến cố của A, đúng không? Số lượng biến cố A, số lượng biến cố A thì bằng tổng không gian mẫu trừ đi biến cố A ngang. Bởi vì A và A ngang cộng ra thì không ra ra không gian mẫu mà, đúng không? Thì đây không gian mẫu trừ đi A ngang. Không gian mẫu là C755 trừ đi C720. Đấy. Và từ đó chúng ta có kết quả đó, xác suất của biến cố A thì bằng số lượng trường hợp của A. Đây, C755 trừ C720. Đấy. Chia cho C755. Ok không? Đấy. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có các đáp án để chúng ta check hàng. Đấy. Đây, đáp án là B. Ok không? Đấy, đáp án là B. Ok. Đấy, đó, mọi thứ đơn giản nữa mà. Nhá. Chúng ta cùng sang câu số 6. Chán xúc sắc, chán tiền rồi thì sang bi. Rồi bây giờ quay về bông hồng. 7 bông hồng đỏ, 8 hồng vàng, 10 hồng trắng. Hoa hồng nhưng đôi khi nó cũng có màu trắng nhá. Đấy, chứ không nhất thiết hoa hồng nó phải là màu hồng đâu. Đấy. 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng. Mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Ý là cho các bông là không có bông nào giống hệt nhau, để cho ở các trường hợp nó là sẽ là khác nhau. Chọn 3 bông hồng, hỏi xác suất lấy 3 bông hồng có đủ 3 màu. Vậy xác định ngay, không gian mẫu ở đây tức là gì ạ? Là chọn ra 3 bông. Không gian mẫu phải chọn 3 bông, chứ không phải không gian mẫu là chọn 5 bông hay chọn 6 bông đâu nhá. Không gian mẫu đây là chọn 3 bông. Còn biến cố ở đây là gì? Đủ 3 màu. Đấy, nếu mà ngắn gọn và đơn giản đó là biến cố phải là đủ 3 màu. Đấy. Thế thì đơn giản quá đúng không? Chúng ta có 3 loại mà lại muốn lấy ra 3 màu. Thế thì mỗi loại sẽ là một màu. Vậy chúng ta sẽ có gì ạ? Một đỏ, một hồng, một vàng và một trắng. Đúng không? Chọn một từ 7 thì có C17, chọn một từ 8 nó C18 và chọn một từ 10 có C110, đúng không? Quá đơn giản, xong cái biến cố. Thế còn không gian mẫu thì thường là thầy ít bàn lắm bởi vì các bạn có thể trả lời được ngay. Không gian mẫu chọn 3 bông từ tổng bao nhiêu bông đây? 25 bông thì là C3 của 25. Đúng không? Quá đơn giản. Rồi, đấy, ý tưởng là như vậy, chúng ta cùng nhau tư duy. Không gian mẫu lấy 3 bông hồng bất kỳ thì là C3 của 25. Đấy, các bạn nhìn thấy C3 của 25 chưa? Bằng 2300. Yeah, đấy. Thì ở đây, đấy, thầy lại phân tích cho các bạn làm theo một cái hướng thú vị hơn. Đấy, một hướng thú vị hơn để từ cái hướng này chúng ta sẽ xử đẹp được nhiều bài toán. Mà không phải là lấy 3 bông nữa. Mà bây giờ mà nhỡ nó lên lấy 4 bông, 5 bông, 6 bông mà có đủ 3 màu. Thì lúc đấy chúng ta làm như thế nào? Ở đây là 3 bông đúng với lại 3 loại thì rất là dễ. Thế nhưng bây giờ nó lấy 10 bông hoặc là lấy 9 bông có đủ 3 màu là lúc đấy khó hơn, đúng không? Đấy, thì đây thầy hướng dẫn các bạn này. Trong tổng cái không gian mẫu 2300 kết quả này thì đó là gồm có thứ nhất đó là toàn một màu.
Đấy, đúng không? Bạn lấy ba bông có thể hoàn toàn ba bông đó là bông đỏ, hoặc ba bông đó là toàn ba bông vàng, hoặc là ba bông trắng. Đấy là trường hợp một. Trường hợp hai là gì? Trong tổng 2.300 kết quả này thì có thể là toàn hai màu. Ví dụ là gì? Hai màu, hai bông đỏ và một bông vàng. Đấy là hai màu đỏ vàng, đúng không? Và trường hợp số 3 là đủ ba màu luôn. Một đỏ, một vàng và một trắng, ví dụ thế. Đấy. Thì số cách lấy ba bông hồng này, một màu. Thế bây giờ bạn tư duy là như thế nào? Thầy sẽ làm theo kiểu gián tiếp đấy, còn cái cách trực tiếp thì lấy thầy phân tích rồi. Đấy, phân tích cái cách trực tiếp cho các bạn nhé. Cái cách trực tiếp này viết lên đây, có thể nhiều bạn không theo dõi được thì thầy viết lên đây nhá. Cái cách trực tính trực tiếp đó là gì? Tính trực tiếp này thì nó là gì? Lấy một bông đỏ từ 7 bông đỏ C17, rồi là gì ạ? Một bông vàng từ 8 bông vàng là C18, và một bông trắng từ 10 bông trắng, thì kết quả của chúng ta là C17, C18 và C110 đây, đúng không? Đấy. Còn tổng số không gian mẫu là bao nhiêu? 2.300. Đấy. Thì đây đây chúng ta có ngay kết quả này. Có ngay kết quả luôn, bấm bấm ngay kết quả luôn. Thế nhưng mà thầy vừa nói rồi, trường hợp mà nó cho ra ba bông như thế này là trường hợp dễ. Thế nhưng mà thầy muốn phân tích cho các bạn để các bạn có được một cái tư duy để nếu đi thi mà nó lại hỏi năm bông. Bây giờ các bạn ngồi bây giờ năm bông có đủ ba màu thì các bạn mà làm trực tiếp như này là mồm vỡ toe toét, các trường hợp sẽ rất nhiều. Rồi là 7 bông có đủ ba màu, à, lúc đấy là mồm vỡ toe toét đấy. Thế nên là thầy muốn hướng dẫn các bạn từ những cái ví dụ đơn giản như này để các bạn hiểu cái lối tư duy làm đấy, làm theo kiểu gián tiếp nó sẽ ưu điểm hơn với nhiều loại bài hơn. Rồi thì bây giờ nếu mà muốn đủ cả ba màu đúng không, thì chúng ta chỉ cần tìm ra số lượng trường hợp một màu và số lượng trường hợp hai màu, rồi xong lấy tổng này trừ đi là xong, đúng không? Lấy tổng trừ đi một màu, lấy tổng trừ đi hai màu thì sẽ ra ba màu, đúng không? Đủ ba màu đấy. Thế nên là đây số cách lấy ba bông hồng chỉ có một màu đây, chỉ có một màu. Ba bông chỉ màu đỏ, ba bông chỉ màu vàng, ba bông chỉ màu trắng. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì có tổng là 211 cách. Tiếp theo vậy là cái trường hợp mà chỉ có một màu là xong rồi đấy. Bây giờ sang trường hợp mà có hai màu, đây số cách lấy ba bông hồng có đúng hai màu rồi này. Đấy. Thì hai màu thì có tình huống gì? Đỏ vàng, đỏ trắng và vàng trắng. Chỉ có ba trường hợp đấy thôi, đúng không? Đây, thì trường hợp đầu tiên là đỏ vàng. Thì để đỏ vàng thì chúng ta sẽ có cái gì? C3 15. Đúng không? Lấy ra ba bông từ tổng 15 bông đỏ vàng. Thì các bạn đúng thì có đúng là 7 bông đỏ cộng 8 bông vàng thì 7 cộng 8 là ra 15 không? Đấy, thì lấy ba bông trong tổng 15 bông đỏ vàng. Thế nhưng mà nhỡ mà lấy một tù mù như thế này mà nó lại toàn ba bông màu đỏ thì chết. Thì lại trùng hợp với lại trường hợp bên trên, đúng không? Thế nên chúng ta phải trừ bớt đi ba bông mà toàn đỏ và trừ bớt đi ba bông mà lại toàn vàng để nó không bị trùng lặp với trên này. Thế nếu mà bạn không trừ đi thì nó lại trùng mất cái quả này, trên này đã tính rồi dưới này lại tính nữa thì rõ ràng là chúng ta đang tính cái hai lần. Đấy, bỏ trường hợp đi. Tiếp theo trường hợp đó là đỏ trắng. Đấy, đỏ trắng. Đỏ trắng thì sao? Đỏ 7 cộng với trắng là 10, vậy là 17. Chọn ra ba bông từ 17 bông C3 17. Lại phải trừ đi các trường hợp mà gì ạ? Toàn đỏ, lại trừ đi C3 7. Và trừ đi trường hợp toàn toàn trắng là C3 10. Đấy, và tương tự như vậy, nếu mà trắng vàng thì chúng ta có là C3 18 trừ đi ba bông toàn trắng và ba bông toàn vàng. Đấy. Thế tóm lại, cái trường hợp số 2 này này, hai hai cái bông ba bông của chúng ta toàn chỉ có hai màu ấy, thì tổng các ba cái trường hợp này lại với nhau thì chúng ta có là 1.529 cách chọn hai màu. Cái này bấm thôi mà, anh em bấm cái này hoàn toàn bấm được cái máy tính, đúng không? Thì cộng hết cả ba trường hợp này lại ra 1.529 cách chọn có hai màu. Ok, xong rồi. Thế đến đây chúng ta nhìn này. Cách chọn một màu. Đây, 211 cách. Cách chọn hai màu. 1.529 cách. Tổng là 2.300 cách. Vậy lấy 2.300 này trừ đi 211 và trừ đi 1.529 thì sẽ ra được số lượng có đủ ba màu. Đấy, đấy. Lấy 2.300 này trừ 211 trừ 1.000 bằng 560. Và 560 này thì đây chính là số lượng đủ ba màu. Đấy. Ba màu 560 chia cho 2 bằng 28 phần 115 và chọn đáp án đó là B. Có đúng không? Thế vậy chúng ta cùng nghiệm lại nhé. C17 bằng 7, C18 bằng 8, C110 bằng 10. Như vậy 7 nhân 8 là 56, 56 nhân 10 bằng 560 thì có đúng 560 đâu. Đấy, bạn thấy là gì ạ? Hai cách là ra kết quả cùng nhau thì là đúng,
Thế nhưng mà nhiều bạn sẽ vẫn thắc mắc là thầy ơi tại sao bài này nó dễ như thế này mà thầy cứ phải dài như thế này. Thì thầy vừa mới nói với các bạn rồi, đó là gì? Thầy cố tình cho vào bài có 3 bông đủ 3 màu để thầy nói theo cách nhanh và nói theo cách tổng quát. Đây là cách rất là tổng quát đây này. Đấy, làm theo kiểu gián tiếp. Đấy, và đi thi và dỡ cho người ta xóa cái số 3 này đi mà người ta thay bằng số 5 chẳng hạn. Thì bạn làm theo cách này vẫn ra được bình thường. Còn nếu mà đây thành số 5 mà bạn ngồi bạn liệt kê trường hợp như này thì chết. Sẽ rất là khó nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau sang câu số 7. Và bây giờ chúng ta cùng nhau sang câu tiếp theo, câu số 7. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Đấy, nó tức là có những cái thẻ bài ấy, ghi các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vứt vào một cái hộp. Đấy. Rút ngẫu nhiên ra hai thẻ và nhân hai số trên hai thẻ với nhau. Đầu tiên, thầy cầm, thầy rút ra một thẻ đầu tiên. Bạn nhìn thấy đó là con số 1 chẳng hạn. Rút tiếp thẻ lần thứ hai ra con số 5 chẳng hạn. Thế vậy 1 nhân 5 thì bằng 5. Ok không? Đấy. Nhân hai thẻ với nhau mà. Xác suất để tích hai số ghi trên thẻ là số lẻ. À, vậy cái việc thầy vừa rút hai thẻ vừa rồi là thẻ số 1 và thẻ số 5 mình nhân với nhau thì kết quả ra 5 thì là số lẻ rồi. Nhưng mà nếu mà thầy rút thẻ số 2 xong lại rút thẻ số 5 thì 2 nhân 5 lại ra 10 lại là số chẵn mất rồi. Đấy. Thì đấy là khi mà đọc đề thì chúng ta cố gắng là minh họa bằng một vài trường hợp để chúng ta rút ra quy luật làm bài. Thế còn không gian mẫu thì sao? Đầu tiên là không gian mẫu đã, xác suất mà. Không gian mẫu thì đơn giản chỉ là gì thôi, rút ngẫu nhiên hai thẻ. Đúng không ạ? Ngẫu nhiên hai thẻ, số lượng là 2 chứ không phải là rút 3. Thế vậy ở đây chúng ta có tổng là 9 thẻ mà rút ra hai thẻ thì tức là C29, đúng không? Đấy. Chọn ngẫu nhiên hai thẻ đây thì số lượng trường hợp là C29 bằng 36 cách. Đúng không? Rút hai thẻ từ tổng 9 thẻ mà. Bây giờ biến cố đó là gì? Tích là số lẻ. Thì bạn tư duy này, hai số từ 1 đến 9 ấy mà hai số mà nhân với nhau mà ra được số lẻ thì nó sẽ có tình huống là như thế nào? Nếu mà một số chẵn mà nhân với số chẵn thì chắc chắn ra chẵn. Bởi vì là ví dụ như 2 nhân 4 bằng 8, chắc chắn là chẵn. Vậy là vứt nhá. Chẵn mà nhân với lẻ thì 2 mà nhân với 5 thì ra 10 vẫn chẵn, không được. Vậy là chỉ có gì ạ? Lẻ nhân với lẻ thôi. Lẻ nhân lẻ, ví dụ như là 3 mà nhân với 5 ra 15, chắc chắn lẻ. Ok. Đấy. À, số lẻ là cái số mà không chia cho 2 nhá. Còn số chẵn là số chia cho 2, được chưa? Rồi. Thế thì rút được số lẻ ấy, tức là gì? Hai thẻ ở hai lần rút ra ấy thì phải đều là số lẻ hết. Thế thì từ 1 đến 9 thì có bao nhiêu số lẻ? 1 này, 3 này, 1 này, 3 này, 5 này, 7 này, 9. Đấy, vậy chúng ta có tổng là 5 số lẻ. Đúng không? 1, 3, 5, 7, 9. Có 5 số lẻ. Như vậy là rút ra 2 số lẻ từ 5 số lẻ tức là C25. Đúng không? Cả hai lần đều được 2 số lẻ mà. Thì là C25 bằng 10. Đấy, thế C25 bằng 10 xong thì để lấy cái 10 này chia 36 là xong. Đấy, bằng 5 phần 18, đúng không? Đấy, 10 chia 2 bằng 5 16 18. Đáp án là B, 5/18. Ok, xong nhá. Chúng ta cùng nhau sang câu số 8. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp thành một hàng dọc, tính xác suất để nam và nữ đứng xen kẽ lẫn nhau. Đấy, nam nữ đứng xen kẽ. Tức là chúng ta có quyền được tư duy đó là gì? Bạn nam đứng đầu. Đấy, thì sau đấy phải đến bạn nữ. Bạn nữ đứng xong lại phải đến bạn nam. Đấy, kiểu kiểu là thế. Thế thì không gian mẫu ở đây là gì? Năm nam năm nữ xếp thành một hàng dọc, tức là tổng có 10 người đúng không? 10 người xếp thành một hàng. Vậy không gian mẫu là xếp 10 người vào một hàng. Thì không gian mẫu xếp 10 người vào một hàng thì có thể là trường hợp là hai bạn nam đứng đứng liền nhau để nói chuyện với nhau, hoặc là một túm năm bạn nam đứng liền với nhau luôn, không thèm chơi bạn nữ nào luôn, hoặc là gì? Hai bạn nam đứng với nhau xong lại có một bạn nữ, xong lại hai bạn nam. Đấy, kiểu kiểu thế. Tức là nếu mà tổng các trường hợp như vậy ấy, thì là nó không không nó rất là nhiều, nó không phân biệt là có xen kẽ hay không. Đấy. Thế còn biến cố thì bắt đầu nó phân biệt đây này. Biến cố tức là nó yêu cầu phải xen kẽ chứ không thể búa xua lên được. Thì không gian mẫu của chúng ta chỉ là xếp 10 người vào 10 vị trí, đó là hoán vị 10 giai thường. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy. Thế còn bây giờ là gì ạ? Xác suất để nam nữ đứng xen kẽ. Đấy. Thì câu chuyện đơn giản lắm. Có chúng ta cứ xếp xen kẽ thôi, bắt buộc là phải nam xong nữ, không nam không nữ, đúng không? Như vậy là năm cái vị trí và năm cái ô dành cho bạn nam là cố định ở đấy rồi, không được thay đổi. Và năm cái ô dành cho năm bạn nữ là cũng cố định rồi. Như vậy bây giờ là gì ạ? Trong năm cái ô của bạn nam đấy thì chúng ta có thể đảo các nam cho nhau thôi. Đấy, đảo các nam cho nhau thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Trường hợp 1, nam mà đứng đầu. Đấy, thì chúng ta sẽ có là 5 giai thừa nhân với 5 giai thừa. Đấy, tại sao lại 5 giai thừa nhân 5 giai thừa thì bạn tư duy để thầy hướng dẫn cho bạn nhá. Đây,
Đây, chúng ta có một cái ghế, được chưa? Đấy, mỗi một cái thanh này là thể hiện cho một vị trí, một vị trí, hai vị trí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, mỗi một cái gạch sọc này là thể hiện cho một cái ghế, được chưa? Đấy, ghế 1, ghế 2, ghế 3, vân vân. Cho đến ghế thứ 10. Thì bạn tư duy này, trường hợp 1 là bạn nam đứng đầu, bởi vì là cái ghế đầu tiên này có thể là dành cho nam hoặc cũng có thể dành cho nữ. Đấy, chúng ta cứ xét trường hợp đầu tiên là nam đứng đầu nhá. Khi bạn nam đã ở đây thì bắt buộc phía sau này phải là bạn nữ, đúng không? Thầy kêu bạn nam là dấu x, nữ là o nhé. Đấy. Tiếp tục lại phải bạn nam, đúng không? Và tương tự như vậy, tiếp tục phải là bạn nữ, tiếp tục lại là nam, tiếp tục lại là nữ. Đấy, lại nam, nữ, nam và cuối cùng là nữ. Đấy, đúng không? Thế thì bạn tư duy này, cái vị trí nếu mà bạn nam đã đứng đầu nhá, thì chắc chắn vị trí số 3, vị trí số 5, vị trí số 7, đấy, vị trí số 9 là chắc chắn là dành cho bạn nam rồi. Đấy, nam không thể chạy đâu được ngoài 1, 3, 5, 7, 9. Ngoài các ghế đấy là nam không được phép ngồi vào số 2, cũng không được phép ngồi vào số 4. Đúng không? Đấy, thế thì rõ ràng là bạn nam bây giờ đang bị khống chế bởi 5 vị trí. Đó là gì ạ? Vị trí số 1, số 3, số 5, số 7 và số 9. Đấy, bạn nam đang bị khống chế bởi 5 vị trí, 5 chỗ. Đấy. Tức là bạn nam không được phép chạy ra ngoài cái chỗ này. Thế bây giờ bạn nhìn này, có 5 bạn nam và có 5 vị trí. Thế chả nào hoán vị của 5 thì không à? 5 giây thừa, đúng không? Đấy, có thể là ví dụ như bạn ABC đi cho dễ nhé. Đấy, bạn A ở đây, bạn B ở đây, bạn C, D, E ở đây, đúng không? Thì cũng có quyền được đảo lại. B ở đây, xong lại đến A, xong C, D, E. Hiểu không ạ? Đấy, tức là hoán vị cho 5 anh em này, anh em nam này. Thì có 5 giây thừa cách đây này. Đấy. Thế còn đương nhiên cái 5 giây thừa này là dành cho ai? Dành cho nữ. Nữ cũng như vậy. Trường hợp 1 mà nam đã đứng đầu như thế này thì bắt buộc nữ phải ở 2, 4, 6 và 8, 10. Không được chạy đi chỗ khác ngoài 5 cái chỗ đấy. Đấy. Thế nên là cũng có 5 giây thừa cách sắp xếp thôi. Được chưa? Đấy. Đơn giản thế thôi nhá. Thế trường hợp 1 mà 5 giây thừa, 5 giây thừa thì theo các bạn trường hợp 2 như nào? Trường hợp 2 là nữ đứng đầu thì nó cũng thế thôi. Bây giờ chuyển nữ sang số lẻ, nam về số chẵn. Đúng không? Thì nó cũng vẫn thế thôi. Số lượng các trường hợp vẫn là 5 giây thừa. Mà có 2 trường hợp thì cộng 2 kết quả lại với nhau. Đấy, cộng hai kết quả bằng 28.800 cách. Đấy, được chưa? Thế mà không gian mẫu chúng ta là 10 giây thừa thì chúng ta lấy 28.800 cách chia 10 giây thừa. Được chưa? Đấy. Và bằng 1/126 cách sắp xếp. À, tức là xác suất là 1/126 để mà nữ nam đứng xen kẽ. Được chưa? Đấy. Chúng ta chọn ngay đáp án đó là B. Ok chưa? Đấy thì thông qua cái ví dụ số 8 này thì thầy lại minh họa cho các bạn đầy đủ về các trường hợp để tính xác suất, từ việc tung đồng xu, con xúc xắc cho đến bóng này, rồi là người xếp người, chọn người, rồi là bông hồng này, bông hồng nọ. Đấy thì nó đầy đủ các dạng để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về cái dạng tính xác suất này nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng sang cái dạng tiếp theo là các quy tắc tính xác suất.